Cô hay là mình bỏ bài này đi, bài này khó quá cô. Trời, khó đâu, khó chỗ nào? Em chỉ có khó chỗ nào. Nó đơn giản như vậy mà mấy em cũng không làm được. Mới có một chút gian nan mà đã bỏ cuộc rồi, vậy là không có được. Cái điểm sáng của bài hát này nó nằm ở cái chỗ đó đó. Cái chỗ mà mình phải lên câu một cách bất ngờ và đột ngột như vậy, khán giả và người nghe sẽ không thể nào đoán được, không thể nào lường trước được mình làm điều gì. Nên đây sẽ là một cái điểm sáng, một cái điểm xuất sắc của bài hát. Kìa, tại sao cấp cứu đến nơi rồi kìa? Ô kìa kìa, tại sao cấp cứu lại chạy đến đây? Thầy, có chuyện gì thầy? Bình tĩnh đi thầy. Bộ đụng mặt tôi là chết hả? Sao em bỏ đi vậy? Tại vì tôi không muốn gặp một con người giống như anh vậy đó. À, có người nói là không muốn nhìn thấy một con người như tôi, vậy mà trước đây đồng ý lấy tôi. Người ta nói á, là ở trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi chui vô chăn rồi á, mới biết là trong chăn đó toàn là rận không mà. Cho nên á, tôi mới quyết định ly dị của anh. Mà bây giờ á, tôi cảm thấy là quyết định của tôi thật là đúng đắn. Từ ngày ly dị anh á, cuộc sống của tôi tốt hơn rất nhiều. À, vậy hả? Ừ. Vậy mà tôi không biết là tôi tệ bạc đến mức đó chứ. Thời gian qua vất vả cho cô nhiều. Bây giờ anh biết chẳng còn chưa muộn đâu. Làm ơn tránh đường ra một bên cho tôi đi. Đương nhiên rồi, ai dám cản đường nhà sàn nhạc tài ba như cô. Làm ơn tránh đường để nhà sàn nhạc tài ba đi. Xin mời. Tèn 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 tèn. Dạ, cho em gửi chị. Của chị là 180.000. Ở đây mình tính bằng thẻ được không em? Dạ được chị. Chị tính bằng thẻ giùm chị nha. Dạ chị ơi, em xin lỗi chị, cái thẻ của chị nó không còn sử dụng được nữa. Hả? Dạ thẻ của mình không được sử dụng được nữa. Không sử dụng được hả? Dạ đúng. Tính hết cho tôi luôn đi. Dạ tính luôn phần này ha. Tính luôn phần này luôn. Dạ của anh tổng cộng hết 300.000 ạ. Dạ em cảm ơn anh chị. Cô Hương, cái vụ mà liên lạc với lại nhạc sĩ Tuấn Phong để mà sáng tác bài hát kỷ niệm nhà trường mình, cô liên lạc chưa? Dạ, trợ lý của ảnh nói là ảnh đang ở bên Mỹ luôn thầy. Qua Mỹ rồi giờ cô chịu thua hả? Qua Mỹ thì cô phải mua vé, cô qua Mỹ gặp ổng mới liên lạc. Làm ăn chậm được thì chết rồi. Dạ, xin lỗi thầy, là cái chuyện mà qua bên Mỹ đó là nó không có khả thi lắm thầy. Thôi giờ vậy, dạ. Liên lạc gấp tìm một nhạc sĩ khác sáng tác bài nhà hát của nhà trường mình nghe chưa? Dạ, thưa thầy. Vậy đi. Dạ. Ủa cô ơi, không phải là mình đã kêu nhạc sĩ Tuấn Phong sáng tác nữa hả cô? Trợ lý của ảnh nói là ảnh đang bận ở bên Mỹ đó. Bây giờ là tôi phải là kiếm nhạc sĩ khác thay thế vô đó cô. Dạ. Cái vụ này căng à. Nhạc sĩ. Cô, nếu như một người biết sáng tác, biết hát luôn thì mình trả lương họ sao cô? Thì mình phải trả cho người ta thỏa đáng chứ thầy. Vậy tôi có quen biết một người nhạc sĩ này, vậy để tôi giới thiệu được không? Dạ, được đó thầy.
có gì đâu. Tới đây chi ạ? Nói gì vậy? Nhà này tài sản chung, tại sao tôi không tới được? Vậy thì sao? Rốt cuộc là anh tới đây làm gì? Kiếm tôi hả? Nè, khách tới nhà không mời nước uống mà đâu nói gì hả? Nãy anh mới nói đây là nhà của anh mà. Nhà của anh á thì anh tự đi lấy đi chứ. Hết khác luôn rồi. Thì sao? Tới đây vì gì? Tôi tới đây á là vì... Thôi khỏi nói, tôi biết rồi. Tôi nói thiệt nha, anh đúng là một con người ích kỷ keo kiệt. Trả giùm tôi á có 100 mấy chục ngàn à mà tới đây đòi chứ gì. Nè, nhắc cho anh nghe, đòi đòi hoài là tôi xù luôn đó. Cậu muốn đi làm không? Cái gì? Đi... đi làm cái gì? Nhưng mà tôi bận lắm. Bận nữa hả? Ừ. Vậy thôi, biết sao giờ. Ê, này khoan đã. Tôi chưa có coi lịch bận mà. Ôi trời ơi, tiếc quá trời luôn á. Tháng sau á là phải sáng tác ở Đà Nẵng, tháng tới là sáng tác ở Nha Trang. Trời, còn tháng kia là phải đi tước Hà Nội luôn. Trời ơi, bận tới sang năm luôn. Hết cả năm rồi. Nhưng mà không sao, coi như là tôi nể tình anh đó hả, qua tới tận bên đây để năn nỉ tôi đi làm. Tôi sẽ nhận công việc này. Hên ha. Anh hên dễ sợ. Tôi hên quá ha. Ê, nhưng mà quan trọng là công việc gì vậy? Trường của tôi á đang cần một người viết nhạc để biểu diễn trong lễ thành lập của trường. Mà cô có làm được không á? Trời ơi, được chứ sao không được. Sở trường của tôi mà. Nè nè, nhưng mà quan trọng là chủ đề bài hát là cái gì, bài hát dài bao nhiêu, rồi khi nào giao. Quan trọng là bao nhiêu tiền. Tiền. Yên tâm đi, trường của tôi á trả tiền không có tệ đâu. Mà quan trọng là có làm được không á chứ. À, tôi quên, cô là nhà sàn nhạc tài ba mà. Nhớ chưa thì không? Làm ơn Trinh Hà. Đó, nhà sàn nhạc tài ba đi. Tên, nhớ không? À, Kim Chi ở xứ Hàn hả? À, dạ không, em du học sinh ở Sinh về. À quên, tôi lại nhớ cái món kim chi ở bên Hàn Quốc. Xin lỗi. Vậy là du học nhạc ở bên Tân Gia Ba. À, dạ, Singapore. À, Singapore. Cô Kim Chi đã sáng tác được nhiều bài hát chưa? Dạ chưa. À, dạ rồi. Dạ, cổ nói là cổ bán rất nhiều ca khúc nổi tiếng cho những ca sĩ nổi tiếng đó thầy. À, dạ vâng, ý em là em chưa có nói với thầy. Ủa vậy hả? Dạ. Chà, vậy thì tốt quá. Dạ. Thì coi như bây giờ là tôi đồng ý đó. Cô ráng sao cô sáng tác cái bài nhạc thiệt lẹ để trúng cái dịp kỷ niệm của nhà trường. Dạ vâng. Cảm ơn thầy. Dạ, em chào thầy. Em chào thầy Phúc. Ờ. Ủa, Kim... Kim Chi, người ta là Kim Chi, nhạc sĩ ở bên Singapore mới về. Dạ. À, cô vô đây làm gì? Em tính mượn thầy cái kim băng. Thì lục ở trong tủ. Dạ. Dạ. Chào thầy. À, chào em. Ủa, em quen với nhạc sĩ hả? À, vậy... đúng rồi. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài cho thầy. À, biết đây là phòng giáo viên không hả? À. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Em nó muốn nói cái gì đó. Vô đây với thầy. À. Đi ra ngoài. Nghe thầy nói nè. Xuống sân trường, nhảy 30 vòng cốc cho thầy. Lẹ. Lẹ. Thầy xử gì có thô bạo lắm không? Nó chưa nói gì mà bắt chạy 30 vòng. À, dạ không thầy. Học trò bây giờ mất lịch sự của thầy. Vào phòng giáo viên mà không gõ cửa, mình phải dạy dỗ nó cho biết là tôn tư tật tự. À vậy hả? Dạ. Thì thầy cũng đi coi lại tâm lý của mình nha. Dạ. Cho nó phát triển không được đều lắm. Dạ. Cô lấy kim băng chưa? À, dạ. Sao mà không đi còn đứng dòm nhạc sĩ hoài vậy? À, dạ tại em rất là hâm mộ cô nhạc sĩ Kim Chi. Là sao? À, tại vì cổ là sáng tác được nhiều bài hot lắm á thầy.
Mà nhiều fan hâm mộ là em cũng là một trong những fan của cậu. Nổi tiếng lắm hả? Dạ. Vậy bữa giờ tôi không biết luôn á. Không mấy chút xíu nữa cho tôi selfie với nhạc sĩ tắm được không? Dạ vâng. Dạ vâng. Oh yeah. Ok. Tôi là tôi thích cái giọng này. Cái giọng mà lớ lớ cái tiếng Việt nghe nó dễ thương lắm kìa. Yeah. Thầy Phúc, thầy có nghĩ là Kim Chi làm nổi được chuyện này không thầy? Sao vậy? À, tại hồi nãy em có đi ngang qua phòng, em thấy mấy em đang tập hát bài của Kim Chi sáng tác á. Em thấy nó... Nó sao? Nó... Nó làm sao? Nó... Cô, hay là mình bỏ bài này đi, bài này khó quá cô. Trời, khó đâu, khó chỗ nào, em chỉ có khó chỗ nào. Nó đơn giản như vậy mà mấy em cũng không làm được. Mới có một chút gian nan mà đã bỏ cuộc rồi, vậy là không có được. Cái điểm sáng của bài hát này nó nằm ở ngay cái chỗ đó đó. Cái chỗ mà mình phải lên tông một cách bất ngờ và đột ngột như vậy. Khán giả và người nghe sẽ không thể nào đoán được, không thể nào lường trước được mình làm điều gì. Nên đây sẽ là một cái điểm sáng, một cái điểm xuất sắc của bài hát ha. Khi mà em làm được cái điều này á, thì có thể đây sẽ trở thành một bài hát kinh điển của trường mình. Ờ, thầy xin lỗi các em, thầy cần gặp cô Kim Chi một chút. Các em tạm thời nghỉ giải lao đi. Cô Chi ở đây gặp tôi chút. Cô viết bài hát cái kiểu gì vậy? Tông cao vậy mấy em học sinh sao hát nổi? Đó không phải là lỗi của tôi, mà là do các em học sinh của anh á không có năng lực. Mấy em học sinh không có năng lực hay là cô không có năng lực? Nè, đừng có nói như vậy nha. Nói vậy là xúc phạm đến nghề nghiệp và chuyên môn của tôi đó. Thôi được rồi, bây giờ tôi nói cô nghe nè. Tôi yêu cầu cô viết lại bài hát khác đi. Tông phải thấp xuống, lời lẽ ca từ phải vui nhộn và phù hợp với trường của tôi. Ok? Ok. Ok. Ồ, thầy Phúc. Dạ thầy. Sao rồi, cái bài hát tập thành tới đâu rồi? Ngày mai là cái lễ kỷ niệm thành lập trường mình rồi đó. Ờ, dạ. À, đang tiến hành rất là tốt thưa thầy. Vậy hả? Dạ. Thầy nghe thử chưa? Dạ rồi, đương nhiên là rồi thầy. Thấy được không? Dạ được, rất là tốt thầy. Em thấy rất là ổn. Vậy bây giờ thầy hát cho tôi nghe đi. Một đoạn cũng được, tôi hồi hộp quá à. Dạ em đâu phải ca sĩ đâu thầy. Ừ thì thôi cứ cái giai điệu là được rồi. À vậy thì em chỉ thẩm âm thôi thầy. Rồi vậy đi. Dạ. La 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 la. Hết rồi hả? Dạ hết rồi. Ủa sao nó la không vậy mà không có chữ ở trong đó? Dạ hồi nãy em chỉ nói em chỉ thẩm âm cho thầy nghe thôi mà. Thầy nói cái giai điệu thôi ha. Dạ. Nhưng mà không sao, tôi là tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự giới thiệu của thầy. Cứ vậy mà ra ha. Ha. Dạ. Đi nha. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Mới nói gì? Ủa cái gì? Vậy đâu có. Em nói là thầy cứ yên tâm, thầy cứ giao cho em, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Rồi, tôi tin tưởng thầy. Chết tôi rồi. Cô Kim Chi, tôi gặp cô một lát. Bây giờ anh muốn làm sao? Cái bài kia hả thì anh nói là cao quá, học sinh hát không nổi. Cái bài gì mà nghe giọng chói tai, xong rồi tôi sửa lại. Anh kêu tôi sửa thì tôi sửa thành cái bài này đó. Vậy mà anh nói là bây giờ thấp quá là sao? Cô có hiểu hạ tông với buồn ngủ là khác nhau không hả? Bài hát nghe buồn ngủ muốn chết. Cô nên nhớ trường tôi trường cấp 3, chứ không phải trường tiểu học hay là trường mầm non. Ngôn từ gì kỳ vậy? Ok, ok, ok là sao? Ô kìa, nó từ ngữ quá gần gũi và thân thiện với các em học sinh sinh viên luôn. Học sinh nghe một cái là dễ hiểu hiểu liền, có thể đi sâu vô tâm hồn của các em. Nào, còn anh nhớ không? Anh kêu tôi hả là phải làm sao để cho giai điệu vui nhộn vui tươi hơn. Tôi đã sổ rồi đó, đúng theo ý anh rồi còn gì nữa. Đừng tranh cãi nữa,
Cô thay đổi liền giùm tôi đi, sáng tác giùm tôi một bài mới liền đi, nhã nhặn vui tươi. Vì ngày mai là lễ thành lập 30 năm thành lập trường rồi, cô hiểu chưa? Nè, đừng quên là thầy hiệu trưởng, thầy hiệu phó bên sở sẽ nghe. Họ trông chờ vào ngày này. Cô lên viết liền giùm tôi đi. Ủa, nhưng mà cái chuyện này cũng là chuyện của tôi, là chuyên môn của tôi, chứ đâu có liên quan gì tới anh đâu mà anh cứ xen vô hoài vậy. Cái gì không liên quan tới tôi? Liên quan tới tôi, miếng cơm manh áo của tôi. Tôi là người giới thiệu cô hiểu chưa? Đừng tranh cãi nữa, viết liền, nhã nhặn, nghiêm trang. Nói chung là mọi chuyện tiến hành rất là ổn. Hôm đó mà ban giám đốc sở xuống đó sẽ cảm thấy là một sự bất ngờ về cái bài hát của nhân dịp về kỷ niệm thành lập trường của tôi. Tôi nghe nói thầy Phúc chính là người giới thiệu nhạc sĩ cho trường của chúng ta đúng không? Đúng rồi. Thầy Phúc là giới thiệu cái cô nhạc sĩ này là tốt nghiệp soạn nhạc ở bên Tân Gia Bang. À đây, giới thiệu luôn. Chào thầy. Đây là thầy Chí, phó giám đốc sở. Còn thầy hiệu trưởng thì khỏi cần ha. Còn đây là thầy Phúc, là cái người mà giới thiệu cái cô nhạc sĩ ở bên Tân Gia Ba về sáng tác cái bài hát cho nhân cái ngày thành lập trường của tôi đó. Chắc sẽ là hay lắm đây. Thực sự tôi rất kỳ vọng vào bài hát này. Yên tâm đi, bữa đó mà ban giám đốc sở xuống rất là hài lòng cho tôi. À có cần không? Có cần thẩm âm không? Cậu có thể thẩm âm cho phó giám đốc sở nghe. Dạ không em. Anh được cảm quá. Em hồi sáng giờ em nói không nên lời luôn thầy. Vậy để tôi nha. Dạ. Được không? Dạ được. Để coi bữa đó làm sao. Là la 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 la. Nó hơi cao cho nên nó tôi người ca không được. Đồng cảm. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Trời, các em, Kèo đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Bây giờ cứ làm y như những gì cô tập nha. Cô tin là các em sẽ làm được ha. Cố lên. Chào thầy. Cô Chi. Dạ. Tiết mục tốt hơn. Dạ. Tiết mục và các bạn đã sẵn sàng tới thầy. Tôi tin tưởng cho cô đó nha. Các em là những người thành viên ưu tú của nhà trường. Mình rất hân hạnh được đại diện cho nhà trường hát cái bài mà kỷ niệm 30 năm của nhà trường. Quan khách đang đợi các em ngoài kia. Còn 20 phút nữa mình sẽ lên sân khấu hát cho họ nghe. Bây giờ trong kia chờ đợi ha. Hát một lần cho thầy nghe. Oh yeah. Bây giờ các em vào vị trí như là cô đã tập nha. Nào. Rồi ạ. Âm nhạc sẵn sàng. Các em sẵn sàng. 2, 3. Các bạn ơi, có sáng tạo. Trường của em 30 năm xây dựng đổi mới. Thầy của em đang hăng say hàng ngày lên lớp. Ngày xưa nhiều lương vì có dạy thêm. Ngày nay lương ít dạy thêm cấm rồi. Nhưng mà thầy cô vẫn vui. Hôm nay lên lớp tối thui mới về. Ô kìa, ô kìa, ô kìa. Kìa kìa, tại sao cấp cứu đến nơi rồi kìa. Ô kìa kìa, tại sao cấp cứu lại chạy đến đây. Thầy, thầy có chuyện gì thầy, bình tĩnh đi thầy. Phúc kêu giùm mình ra cấp cứu đi Phúc. Ờ thôi, kêu nhà đoàn cũng được, để tống tiễn một người. Cô Chi, cái bài này là hồi hát cho quan khách người ta nghe hả? Dạ. Là cái bài kỷ niệm 30 năm thành lập trường á hả? Dạ. Thầy, dạ, thầy hiệu trưởng cho mời nhóm nhạc ca diễn liền ạ. Đợi đưa tiễn hiệu phó đi rồi mới ca được. Thầy có sao không vậy? Thầy cái gì? Cô giết người ta rồi.